Phần 2 của chương trình, đấy là chúng ta sẽ xem lại các bệnh nhân của tuần trước. Thì xin phép mời Bệnh viện Hà Nội Viêng Chăn. Bệnh nhân nam 15 tháng tuổi, chẩn đoán là viêm phổi hít, suy dinh dưỡng nặng. Trường hợp này tôi cũng được xem trực tiếp trên fanpage và tôi cũng rất là ấn tượng với cả sự quyết tâm điều trị và thành công ban đầu của Bệnh viện Viêng Chăn. Thì xin phép hỏi tình trạng bệnh nhân thế nào rồi ạ? Vâng, thưa thầy ạ, bệnh nhân sau khi được chúng em xin ý kiến hội chẩn của thầy cô thì chúng em đã điều chỉnh cái chế độ dinh dưỡng, đã cho bệnh nhân ăn bằng sữa Tiasure Gold theo hướng dẫn ạ. Và bệnh nhân đến ngày hôm nay là tăng được 5 lạng ạ. Vâng, tuyệt vời. Và tình trạng bệnh nhân tình trạng bệnh nhân ổn, thể trạng tốt lên, ý thức bệnh nhân tốt lên. Thế ngày hôm nay thì bệnh nhân đã được ra viện rồi ạ. Vâng, xin chúng em hẹn bệnh nhân tái khám ạ. Vâng, dạ. Xin chúc mừng các bạn. Có làm được siêu âm tim bệnh nhân không ạ? Dạ, thưa thầy, là siêu âm tim của bệnh nhân là bình thường ạ. Vâng. Để nghe trên lâm sàng thì tim của bệnh nhân tốt ạ. Vâng, siêu âm tim bình thường. Vâng, rất cảm ơn. Chúc mừng các bạn và một lần nữa cảm ơn lãng hoa rất đẹp của Bệnh viện Hà Nội Viêng Chăn. Không biết là đi đường không hay đường bộ về đến Hà Nội. Vâng, cảm ơn Viêng Chăn. Vâng. Vâng ạ, kính thưa thầy. Kính thưa thầy Hiếu, kính thưa các thầy cô ạ. Thì hôm nay là cũng nhân ngày nhà giáo Việt Nam thì tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Nội Viêng Chăn chúng em xin gửi đến quý thầy cô lãng hoa tươi thắm cùng lời chúc sức khỏe. Chúng em kính chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, tiếp tục công tác đào tạo ra đội ngũ y bác sĩ, đội ngũ cán bộ y tế chất lượng cao để góp phần vào xây dựng hệ thống y tế Việt Nam ngày càng phát triển ạ. Vâng, cảm ơn, xin cảm ơn anh. Vâng, chúng tôi xin tiếp tục đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn ạ. Bệnh nhân nam 14 tuổi, chẩn đoán chấn thương bụng kín ạ. Đồng Văn này có tham dự hội chẩn không ạ? Vâng, xin phép bệnh viện quản bạ. Bệnh nhân nữ 52 tuổi ạ. Chẩn đoán là viêm phế quản cấp, tăng huyết áp. Xin mời quản bạ. Bệnh viện quản bạ có tham gia hội chẩn không ạ? Dạ, báo cáo thầy là có ạ. Vâng. Xin chào. Bệnh nhân hôm nay đã qua sau hội chẩn thì được các thầy hướng dẫn, hôm nay là bệnh nhân đã ổn định và đã ra viện. Vâng, chào anh Mai. Vâng. Dạ vâng, chào thầy ạ. Vâng, tôi cũng vừa được vinh dự được thăm bệnh viện quản bạ và chúng tôi thấy là cái sự cố gắng rất rất cao của anh em bác sĩ ở trên vùng cao để phục vụ người bệnh. Rất mong là chúng ta giữ được cái tinh thần đấy. Anh Mai mới chuyển từ Hoàng Su Phi xuống quản bạ được một năm, bệnh viện nó có rất nhiều cái thay đổi. Chúc mừng anh. Đồng Văn xuống ạ. Cảm ơn anh Mai. Xin phép bệnh nhân tiếp theo là bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa Xí Mần ạ. Bệnh nhân nữ 54 tuổi ạ. Xí Mần có tham gia hội chẩn không ạ? Vâng, nay chúng ta lại có vấn đề đường truyền. Vâng, chúng ta sẽ trở lại bệnh nhân, các bệnh nhân. Vâng, xin chào Xí Mần ạ. Báo cáo thầy là bệnh nhân 54 tuổi thì bệnh nhân đã xin về rồi ạ. Vì nguyên nhân là vì cái ung thư đúng không ạ? Vâng. Vâng, cảm ơn ạ. Báo thầy là bệnh nhân ở Văn, bệnh nhân ổn định ra viện rồi ạ. Vâng, cảm ơn Đồng Văn ạ. Xin cảm ơn anh. Vâng, chúng ta sang đến chương trình 3 của buổi hội chẩn ngày hôm nay. Đây là hội chẩn ca lâm sàng trực tiếp. Trường hợp đầu tiên chúng ta sẽ hội chẩn, đây là bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Bệnh nhân nam 59 tuổi, xin mời Bệnh viện Đa khoa tỉnh ạ. Vâng, em xin kính chào các quý thầy cô ạ. Xin kính chào các quý đồng nghiệp ở các điểm cầu ạ. Em xin phép trình bày ca bệnh hội chẩn hôm nay ạ. Bệnh nhân nam 59 tuổi vào viện với lý do tức ngực khó thở, tiền sử điều trị ung thư hạch tại Bệnh viện Ca Trung ương 2014. Bệnh sử cách ngày vào viện 3 ngày, bệnh nhân xuất hiện tức ngực khó thở kèm theo ho ít, vào viện trong tình trạng tỉnh tiếp xúc tốt, ho từng cơn, đau tức ngực khó thở, tim đập nhanh đều, hội chứng bao giảm đáy phổi hai bên, mạch 140 lần trên phút, huyết áp 130/80, SpO2 92%. Kết quả xét nghiệm thì chúng em đã gửi trên slide trên hệ thống ạ. Siêu âm tim thì có hình ảnh sàn dịch màng ngoài tim số lượng nhiều, có dấu hiệu ép tim phải ạ. Chụp cắt lớp lồng ngực
hình ảnh theo dõi hình ảnh viêm phổi hai bên, theo dõi phổi phải, tràn dịch màng phổi hai bên, tràn dịch màng ngoài tim, số lượng nhiều. Chẩn đoán là ép tim cấp do tràn dịch màng ngoài tim trên bệnh nhân viêm phổi, theo dõi ung phổi phải trên bệnh nhân ung thư hạch ạ. Chúng em đã điều trị là thở oxy 3 lít trên phút, chọc dẫn lưu khoang màng ngoài tim theo đường mắt phăng, rút ra được 700ml dịch máu không đông. Kháng sinh thì đang kết hợp kháng sinh, hai kháng sinh amikacin với ceftriaxone ạ, trợ gan ạ. Tình trạng hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, tim nhịp đều, phổi hai bên thông khí tốt, dẫn lưu dịch màng ngoài tim thì không có dịch, và chúng em đã rút cái dẫn lưu cách đây 2 ngày rồi. Chúng em xin ý kiến của các thầy, xin hướng điều trị tiếp theo của bệnh nhân này. Vâng, xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ. Tôi trước khi các ý kiến của các chuyên khoa thì tôi xin với cái trường hợp này để chúng ta học rút kinh nghiệm về một xử lý một trường hợp ép tim trên lâm sàng. Thì như anh chị biết trên hình ảnh điện tâm đồ, chắc là lúc vào đây đúng không ạ? Thì nhịp tim bệnh nhân là rất là nhanh, nhịp tim lên đến 145 lần một phút. Và trên lâm sàng thì các anh chị sẽ, lúc này chắc anh chị không làm, nhưng mà chúng ta, tôi khuyên là tất cả các bác sĩ lâm sàng chúng ta nên làm, đấy là phải xác định thứ nhất là có mạch nghịch thường không. Thì bằng cách là mình bắt mạch bệnh nhân, sau đó bảo bệnh nhân hít vào. Nếu mà bắt mạch mà bệnh nhân thấy hít vào mà nhịp mạch nó giảm xuống, nghĩa là cái cường độ của mạch đập nó giảm xuống, thì đấy chính là dấu hiệu của mạch nghịch thường. Còn cách thứ hai là chúng ta có thể định tính được nó, để chúng ta sử dụng mạch đảo. Nên là chúng ta sẽ đo huyết áp và cho bệnh nhân xem, bệnh nhân hít vào thì cái huyết áp của bệnh nhân có bị tụt xuống không, và chúng ta có thể định tính được như là mạch đảo 30mm thủy ngân, nghĩa là huyết áp tâm thu lúc mà thở ra với lúc hít vào chênh nhau 30mm thủy ngân. Đây là cái dấu hiệu rất giá trị để chẩn đoán bệnh nhân bị ép tim trên lâm sàng. Còn trên điện âm đồ chúng ta thấy là, nếu anh chị nhìn kỹ điện âm đồ này chúng ta thấy là gì? Điện âm đồ này cũng có thay đổi đấy ạ. Cái sóng QRS, cái chiều cao và cái biên độ của nó sẽ thay đổi theo hô hấp. Anh chị nhìn kỹ rõ nhất là AVL. Thì chúng ta thấy là các cái sóng trong thời kỳ hít vào của bệnh nhân thì làm sóng biên độ nhỏ đi và nó sẽ trở lại hình bình thường khi bệnh nhân thở ra. Nó đúng là biểu hiện của ép của buồng tim bên phải. Nguyên nhân là khi bệnh nhân hít vào ấy thì các phế nang nở ra, nó làm giảm cái lượng máu về nhĩ trái, nghĩa là về tâm thất trái, về buồng tim bên trái. Tuy nhiên được bù lại thì áp lực khoang âm, khoang lồng ngực nó làm âm xuống, thì lượng máu từ tĩnh mạch chủ lại về được nhiều trong tâm thất phải hơn. Do đó một đằng thì giảm đi, một đằng thì tăng lên, thì do đó thường là cơ thể con người chúng ta sẽ không thay đổi. Trong ép tim thì cái cơ chế cản trở của phế nang vẫn còn, nhưng mà máu lại không về được trong nhĩ phải và thất phải do cái dịch màng tim nó ép vào buồng tim phải. Chính vì vậy nó gây ra tình trạng mạch đảo, mạch nghịch thường. Khi đấy thì tôi khuyên là chúng ta tìm mọi cách để chúng ta dẫn lưu sớm cho bệnh nhân, vì có trường hợp bệnh nhân có thể không kịp để làm các xét nghiệm khác. Do đó chúng ta cũng không cần phải CT, chúng ta chỉ cần có thể mượn cái siêu âm tim đầu dò tại giường và đặt đầu dò vào, chúng ta thấy dịch nhiều thì chúng ta dẫn lưu ngay cho bệnh nhân. Bệnh nhân này là dẫn lưu sau khi vào viện bao nhiêu lâu ạ? Chắc phải cũng phải hai hôm đúng không ạ? Xin bệnh viện Đa khoa tỉnh ạ. Dạ vâng, thưa thầy, là bệnh nhân này vào đêm hôm trước và hôm sau có chỉ dẫn lưu luôn ạ. Vâng, tại vì tôi thấy trong lúc vào viện mạch tim nhấp nhanh, SpO2 xuống tận 92%. Như vậy chúng ta nên mạnh dạn, vì tôi biết là dẫn lưu màng tim thì cũng rất là khó, nghĩa là cảm giác là chúng ta chọc vào tim bệnh nhân. Nhưng mà về mặt an toàn thì chúng ta biết là dẫn dịch màng tim, nếu chúng ta chuẩn bị tốt với dịch, lượng dịch nhiều thì tỷ lệ an toàn nó rất là cao, đặc biệt là chúng ta chọc trong đường mắc phăng. Trước khi chọc, các anh chị cho dùng các cái thuốc gì không ạ? Chuẩn bị không ạ? Dạ, chúng em chỉ dùng giảm đau ạ. Giảm đau nghĩa là gây tê tại chỗ đấy ạ. Giảm đau tê tại chỗ đấy. Vâng. Vâng, thì theo tôi khuyên là chúng ta phải chuẩn bị một số các cái thuốc sẵn sàng cho cái việc, vì khi mà chọc màng tim ấy thì có một cái biến chứng nguy hiểm nhất, đấy là cường phế vị. Đấy chính là cái chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng các cái thuốc bên cạnh. Đấy chính là chúng ta sử dụng atropin để sẵn, solumeron, hoặc là chúng không có thì chúng ta dùng dexamethasone và các cái thuốc chống dị ứng chúng ta cũng phải có sẵn bên cạnh. Vì tỷ lệ biến chứng nhiều nhất khi chọc dịch màng tim đấy chính là bệnh nhân cái biến chứng gọi là cường phế vị. Ngoài ra thì cách chọc ấy, thì tôi biết là ở trên Hà Giang sắp sửa mình ta triển khai can thiệp mạch vành rồi, thì cách chọc tốt nhất, trước đây hồi tôi nội trú thì vẫn chọc bằng cái canete luồn ngoại biên, chắc là các bạn trên Hà Giang vẫn chọc bằng cái đấy đúng không ạ?
Dạ vâng ạ. Vâng, cái catheter luồng ngoại biên thì nó có một cái nhược điểm lớn nhất là cái kim nó rất to và nó sẽ có thể chọc vào mạch vành. Chính vì vậy thì nếu khi mà chúng ta có triển khai can thiệp thì các anh em phòng can thiệp nên để phòng cấp cứu một cái bộ gọi là bộ sheet, sheet đùi ấy, nghĩa là cái bộ đấy nó có kim chọc như kim luồn ấy và có gai oai dây dẫn. Thì khi mình chọc và dùng sử dụng gai oai dẫn thì mình sẽ hầu như cái tỷ lệ chạm vào thành tim, chạm vào mạch máu, vào động mạch vành nó rất là ít. Và hơn nữa là khi ta đặt cái sheet vào thì ta có thể đưa được các cái ống thông lớn để dẫn lưu bệnh màng tim tốt hơn là cái catheter ngoại biên mà chúng tôi hay sử dụng. Đấy là chúng ta dùng cái pictay của để chụp buồng tim ấy. Thì cái đấy cũng rất là đơn giản và thuận lợi. Từ khi có cái phương pháp chọc bằng catheter bằng sheet đùi thì cái tỷ lệ biến chứng trong việc chọc màng tim của bệnh viện, các bệnh viện lớn hầu như là không có. Còn trước đây thì rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị chọc vào tim, rồi chọc vào mạch vành và có thể dẫn đến tình trạng bệnh nhân bị cường phế vị, đau quá, thụt huyết áp. Và cá biệt có những bệnh nhân tử vong khi chọc dị màng tim. Vâng, cảm ơn các bạn. Đây là một cái kinh nghiệm rất là tốt trong buổi telehealth để chúng ta chia sẻ cùng các bác sĩ, các đồng nghiệp trẻ, đặc biệt là các bệnh viện vùng sâu, vùng xa, nhất là những vùng mà chúng ta biết là những bệnh nhân như thế này mà vào bệnh viện ở trên Xí Mần ấy, hoặc là trên Hoàng Su Phi thì chắc chắn là các bác sĩ phải chọc được màng tim, nếu có không thì bệnh nhân đưa xuống đến tỉnh Hà Giang, tôi nghĩ là sẽ không qua được. Vâng, cảm ơn anh chị em đã xử trí ban đầu một trường hợp tràn dịch màng tim, ép tim rất là tốt rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp hướng tiếp theo. Thì xin phép mời bác sĩ Lục ạ. Hôm nay chúng ta có rất mừng là có tiến sĩ Đào Tiến Lục là phó khoa u biếu Bệnh viện Đại học Hà Nội. Anh có rất nhiều kinh nghiệm trong cái điều trị cái bệnh lý ung thư. Mời thầy ạ. Dạ, và kính thưa thầy Hiếu, kính thưa thầy và cô và các anh chị ở các đầu cầu. Em sơ bộ em biết bệnh nhân này được thông tin các anh cho có biết là cách đây 6 năm đã được điều trị ung thư hệ thống hạch tại bệnh viện ca. Và bây giờ là mình thấy có tổn thương ở phổi, ở trung thất, ở tràn dịch màng tim. Và bệnh nó có tính chất toàn thân, kèm theo khám hạch thì có hạch thượng đỏ, hạch góc hàm hai bên. Không biết cái thông tin cái hạch góc hàm nó to và nó kích thước ra sao để mình biết sơ bộ. Cái vấn đề không bây giờ quan trọng không phải là, chưa phải là vấn đề điều trị mà quan trọng chúng ta là chẩn đoán. Nếu mà cái dịch màng tim vẫn còn lấy ra được hoặc dịch màng phổi vẫn có thể lấy ra được thì các anh có chị có thể lấy cái dịch đó làm ly tâm lấy cặn làm cell block để nhuộm xem hóa dịch xem có phải là một cái ung thư hệ thống hạch tái phát sau điều trị hay không. Còn trong trường hợp mà không còn lấy được dịch mà phải đánh giá kỹ cái hạch góc hàm. Nếu mà đúng cái hạch nghi ngờ và ung thư thì có thể làm một cái tiểu phẫu sinh thiết cái hạch góc hàm xét nghiệm giải phẫu bệnh. Rồi cần thì có thể phải nhuộm cả hóa môn miễn dịch để định tiếp để làm cơ sở cho việc điều trị. Và nếu mà trên đó trong trường hợp mà giả dụ chúng ta không thể làm được những việc như vậy thì với bệnh nhân này đã điều trị viện ca cách đi 6 năm mà trong bệnh viện ca thường là các thầy ấy lưu hồ sơ bệnh án, lưu mẫu bệnh phẩm trong vòng khoảng 10 năm. Thì nếu bệnh nhân có điều kiện thì các anh có thể chuyển bệnh nhân xuống bệnh viện ca để người ta tiếp tục sử dụng cái thông tin cũ và kết hợp với làm động tác chẩn đoán bây giờ để có định hướng điều trị tốt cho người bệnh. Ở Hà Giang thì liệu đã có được làm được cell block chưa ạ? Bệnh viện Đa khoa. Vâng, thưa thầy là cái bệnh nhân này thì cái hạch góc hàm và hạch dưới cằm có một vài hạch ạ. Và cái hạch kích thước lớn nhất là 1,1 mm trên siêu âm. Và cái dịch màng ngoài tim thì chúng em đã làm cái cell block thì kết quả trả lời là ung thư biểu mô di căn ạ. Vâng, mời anh Lục. Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Thưa thầy, thì có lẽ em sẽ xin ý kiến đồng chí Lưu trong cái phim cắt lớp lồng ngực xem vấn đề cái tổn thương ở phổi này có phải là cái tổn thương ung thư thứ phát, ung thư thứ hai ở phổi hay là một tổn thương lympho mà biểu hiện là phổi và vị trí khác không? Vâng, nghĩa là nếu mà ung thư biểu mô di căn thì là một cái ung thư thứ khác, đúng không ạ? Vì chúng ta cũng phải tin được cái kết quả cách đây 4 năm của viện ca là ung thư hạch, chắc là người ta cũng phải làm giải phẫu bệnh chắc chắn rồi đến kết luận ung thư hạch rồi. Vâng, mời thầy Lưu. Vâng, thì cái thứ nhất ấy, về cái hình ảnh thì trên các anh chị có đọc là một cái viêm phổi ấy, trên bệnh nhân u phổi ấy, thì tôi rất hiểu các anh chị vì sao đọc là viêm phổi ấy, vì nó có những tổn thương kính mờ và tổ chức kẽ kèm theo một cái khối gần rốn phổi. Tuy nhiên về mặt hình ảnh như này thì không ít khi đặt ra một cái viêm phổi ấy. Cái thứ nhất ấy, là nếu như đây là những cái ổ tổn thương viêm phổi ấy, thì nó chỉ giải rác một số ổ nhỏ thì không lý do thì tràn dịch màng phổi rất nhiều, tràn dịch màng tim. Và cái viêm phổi mà gây ra tràn dịch màng phổi mức độ nhiều là thường là tràn mủ thì nó sẽ viêm dày dính chứ không phải là dịch tự do mà tự nhiên như này. Và chính vì vậy mà lại hai nữa là cái bên phổi bên đối diện cũng có dịch
màng tim thì nhiều dịch gây chèn ép. Nhưng vậy cái này cũng không đặt ra là một cái viêm phổi ạ. Và cái thứ hai nữa thì mà cái tổn thương thì cái tổn thương ở vùng rốn phổi này nó khá khu trú tạo thành một cái khối, là các anh chị nghĩ đến cái khối đúng rồi. Đồng thời cái tổn thương kính mờ này là tổn thương dày tổ chức kẽ. Và đặc biệt là trên vùng đỉnh phổi nó có những dải dày tổ chức kẽ hình lưới rất là rõ của vách lên đầu thùy hình lưới này. Những cái tổn thương như này là tổn thương tổ chức kẽ rất rõ hình lưới. Cái này thường là gợi ý đến một cái tổn thương ung thư bắt đầu nó xâm lấn ra theo đường bạch mạch. Thì cái này hoàn toàn nó có gặp ở trong cả hai trường hợp, một là ung thư phổi, hai là u lympho ở phổi thì cũng biểu hiện cũng giống nhau. Và thứ hai là bệnh nhân này có một cái dấu hiệu đã chỉ điểm có một cái tổn thương ung thư, có thể ung thư phổi hoặc một cái lympho tái phát, tức là trên trung thất có nhiều hạch, đáng kể hạch, và đây những hạch đấy, và hạch to và một số hạch có cái sự xâm lấn phá vỡ vỏ hạch. Và hai nữa là trên thượng đòn bên phải, đúng là như khám lâm sàng là có hạch trên cái phim này là đúng ở trên thượng đòn nó có hạch rồi, thượng đòn phải có hạch to, và cái hạch này là chắc là sờ bằng tay được đấy, hạch đấy, vâng, sờ bằng tay được. Và vậy trên cái bệnh cảnh này thì vẫn hướng tới một cái tổn thương ác tính của phổi, và có hạch cái trung thất, và tổn thương này là tổn thương cả hai bên phổi. Thì em nghĩ rằng trên một bệnh cảnh mà u lympho có từ trước thì không loại trừ đây là một u lympho thể hiện ở phổi. Tuy nhiên lại chọc có một cái tế bào biểu mô trong dịch màng tim thì cũng tất nhiên cũng không loại trừ có thể một cái ung thư thứ hai ạ. Vâng. Mời thầy Lục ý kiến thầy. Dạ vâng, kính thưa thầy. Là với một cái cell block của dịch màng phổi hoặc dịch màng tim thì để mà đọc được là ung thư hệ thống hạch hoặc là ung thư biểu mô thì cũng là rất khó. Thì trong này nếu mà có thì nên phải chuyên gia về chuẩn về môn học đó. Và hai nữa là sâu hơn nữa có thể là làm hóa môn miễn dịch để định tiếp cụ thể chính xác hơn. Hai nữa là em thấy bệnh nhân ngoài cái còn xét nghiệm máu thì bệnh nhân có một cái thiếu máu nhược sắc hồng cầu nhỏ. Đó, thậm chí là chúng em với bệnh nhân này người ta còn có thể phải làm huyết tủy đồ và sinh thiết tủy xương để cân nhắc xem u lympho tái phát nó có xâm nhập tủy xương hay không. Để cân nhắc giải pháp điều trị. Vì về mặt logic thì bệnh nhân này nhiều khả năng là một cái ung thư hệ thống hạch tái phát. Vì bệnh nó có thiết chất toàn thân, cả hạch thượng đòn, hạch trung thất, rồi tổn thương phổi hai bên, tổn dịch màng tim. Bệnh nó có thiết chất toàn thân đấy. Về mặt logic thì khả năng là một cái ung thư hệ thống hạch tái phát nhiều hơn. Vâng. Dạ. Và cũng đấy là một cái tiên lượng cũng khác hơn so với cả bệnh nhân xuất hiện hai cái ung thư đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng. Vâng, xin phép mời thầy Hoàn đã cho biết cái tỷ lệ mà gặp cái hai ung thư phổi khác nhau như này có nhiều không, và thầy cho ý kiến về trường hợp này. Vâng, kính thưa thầy Hiếu, kính thưa các thầy cô, xin chào tất cả các bạn đồng nghiệp. Về câu hỏi của thầy Hiếu thì thực ra hiện nay thì chúng ta cũng gặp hai ung thư khá nhiều, vì cái tuổi thọ của chúng ta cũng tăng lên và các cái yếu tố nguy cơ thì cũng rất nhiều, cho nên là trên thực hành lâm sàng chúng em cũng gặp khá nhiều trường hợp mà có đồng thời hai ung thư. Một số ung thư mà cái tiên lượng mà nó tốt, ví dụ ung thư tuyến giáp hoặc là ung thư bằng quang hoặc là ung thư của đại trực tràng thì cái tiên lượng nó tốt thì có thể xuất hiện thêm những ung thư mới mà những ung thư cũ bệnh nhân vẫn còn sống sót. Thế còn với bệnh nhân này thì em cũng hoàn toàn đồng ý với cả ý kiến của thầy Lục và thầy Lưu. Cá nhân em thì em vẫn hướng đến là cái bệnh của u lympho và nó tái phát. Tái phát ở đây lần này thì có thể có những cái biểu hiện ngoài hạch, đấy là phổi, đấy là màng phổi và màng tim. Thực tế trên lâm sàng mình gặp khá nhiều những cái trường hợp như thế này. Với hình ảnh này thì ung thư phổi nguyên phát thì mình có thể nghĩ đến, nhưng em lại nghĩ nhiều hơn đến là cái bệnh hạch lympho thôi. Thì em cũng xin hỏi lại cái một chút về thông tin lâm sàng. Ở bên Hà Giang các bạn có khai thác được là trước đây ở viện ca thì bệnh nhân của chúng ta chẩn đoán là u lympho Hodgkin hay là non Hodgkin, và cái điều trị thế nào, theo dõi làm sao không ạ? Báo cáo thầy là bệnh nhân này điều trị ở bệnh viện ca trung ương 2014 thì các giấy tờ thì họ không giữ lại, và họ điều trị có hai đợt, và họ vì là điều kiện kinh tế không có nên là không theo đuổi được ạ, thì là bỏ luôn. Thì lại càng gợi ý thêm một cái vấn đề là tái phát, không đủ, mình không được theo dõi, và mình không được theo không dõi không đủ truyền đủ hóa chất, đợt hóa chất đúng không? Vâng ạ. Thì để chẩn đoán tiếp theo thì em nghĩ là cái chẩn đoán cell block dịch màng tim mà nghĩ đến hướng tới ung thư biểu mô thì mình cũng có thể là làm lại một cái mẫu cell block của dịch màng phổi, và mình sẽ hội chẩn các chuyên gia giải phẫu bệnh, và nếu mà mình có thể nghi ngờ thì mình sẽ làm thêm các cái dấu ấn hormone miễn dịch để xác định đấy là từ biểu mô hay là từ nguồn gốc của lympho.
cái đấy có thể xác định được. Thế còn bệnh nhân này thì của chúng ta cũng có thêm một cái vấn đề nữa mà các bạn cũng đưa vào trong chẩn đoán. Thế Lưu cũng có nói là về vấn đề viêm phổi từ trên lâm sàng thì bệnh nhân cũng có các cái dấu hiệu của nhiễm trùng, có sốt, rồi các bạch cầu tăng và tổn thương kính mở phổi. Thì trên những cái tổn thương u phổi hoặc là những cái ung thư di căn phổi, nó cũng có thể có những cái làm ảnh xâm lấn vào đường thở và làm hẹp đường thở, từ đó có thể xuất hiện những cái viêm phổi sau cái chỗ tắc nghẽn đấy. Thì việc các bạn chẩn đoán viêm phổi thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý, và các bạn cho kháng sinh như vậy thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý thôi. Đấy, về mặt chẩn đoán tiếp theo thì tôi vẫn nghĩ rằng cần phải một cái cell block, hoặc nếu các bạn làm được tốt hơn nữa, các bạn làm được sinh thiết màng phổi, nội soi màng phổi chẩn đoán chắc chắn đấy được là di căn của, đấy là cái tổn thương của ô lympho tại màng phổi, màng tim, hay là của ung thư biểu mô phổi, di căn và các cơ quan đó. Vâng. Vậy em xin lấy lại. Vâng, cảm ơn thầy Hoàn. Như vậy là chúng ta thấy cái mấu chốt hiện nay, tất cả mọi diễn biến lâm sàng cũng như là cận lâm sàng thì đều phù hợp với một cái u lympho tái phát. Tuy nhiên có một cái điểm mấu chốt ở đây chính là cái xét nghiệm giải phẫu bệnh lại ra một cái nghi ngờ ung thư biểu mô, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta có hai việc tôi nghĩ là có thể làm được ngay. Việc thứ nhất là chúng ta đọc lại tiêu bản. Chắc các bạn có chưa gửi đến chỗ thầy Minh đúng không ạ? Thì chúng ta nên đọc lại đi, đọc lại cái tiêu bản, đọc lại thêm lần nữa. Và thứ hai là chúng ta lấy dịch màng phổi. Tôi nghĩ là bệnh nhân vẫn còn rất nhiều dịch màng phổi. Chúng ta sẽ lấy dịch màng phổi để làm thêm các thăm dò giống như thầy Hoàn trước vừa mới gợi ý. Còn sinh thiết màng phổi thì chắc là chúng ta cũng chưa đặt ra thầy Hoàn ạ, vì trên Hà Giang người ta chưa làm sinh thiết màng phổi. Thế còn về nếu chúng ta đặt ra câu hỏi, vì tôi nghĩ khả năng này rất là cao theo ý kiến của các chuyên gia của chúng tôi, thì nếu mà bây giờ là u lympho thì thầy Lục và thầy Hoàn cho ý kiến thì chúng ta sẽ tiếp theo bước thêm theo thế nào, mời thầy. Dạ vâng, thưa thầy, trong trường hợp mà mình làm cell block dịch màng phổi và dịch màng tim cũng có hướng đến lympho chẳng hạn, thì có thể làm dùng luôn cái mẫu để nhuộm hormone miễn dịch để định tiếp và phân nghiên cứu đặc điểm sinh học rất là chi tiết để làm cơ sở xây dựng phác đồ điều trị sau này đấy. Và vấn đề quan trọng là một cái ung thư lên hệ thống hạch và tái phát để điều trị nó tương đối khó khăn, nên bệnh nhân nên được chuyển xuống trung tâm lớn về bệnh ung thư, như là xuống bệnh viện Đại học Y hoặc là bệnh viện K thì đều bệnh nhân có thể có cơ sở để điều trị hóa chất thầy ạ. Vâng. Nhưng mà anh lưu ý là trường hợp này bệnh nhân trước đây đã xuống K mà kinh tế không có, phải đi về rồi, nên là gia đình người ta rất là khó khăn rồi. Thì liệu là trên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang thì cái việc điều trị hóa chất thì chúng ta đã tiến hành đến đâu? Xin mời bệnh viện tỉnh ạ. Dạ vâng, thưa thầy ạ, em xin đính chính lại một tí ạ. Vâng. Là cái dịch màng phổi, cái cell block của dịch màng phổi là ung thư biểu mô di căn ạ. Còn là màng tim thì là âm tính ạ. À, màng phổi thì là dịch màng tim thì âm tính ạ. Vâng. Thì chúng ta cũng nên làm lại, kiểm tra lại. Vâng, tôi nghĩ là chúng ta cũng dựa vào một cái dấu hiệu có thể gọi là tiêu chuẩn vàng, nhưng nhiều khi vàng có loại vàng 10, vàng 8, vàng 9. Thì chúng ta cố gắng là chúng ta tìm cách để cho bệnh nhân một cái hướng điều trị, vì hai cái việc nó hoàn toàn là khác nhau trong việc điều trị. Nếu mà chúng ta bây giờ cũng loay hoay không chẩn đoán ra được thì cái việc tiếp tục cái hướng điều trị tiếp theo của bệnh nhân là rất khó khăn. Mời thầy Lục. Dạ, thưa thầy, trong trường hợp này mà tôi làm cell block mà không định hướng được ấy, thì có một cái đơn giản nhất để bệnh nhân có thể làm mà ngay trên cơ sở đó anh có thể làm, đó là sinh thiết hạch, hạch góc hàm hoặc hạch thượng đòn. Vâng. Hạch thượng đòn rất rõ thầy. Lấy cả cục ra đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng. Thì xét nghiệm giải bệnh nó sẽ chính xác. Vâng. Hơn. Liệu Hà Giang mình có làm được không ạ? Dạ, báo cáo thầy là sinh thiết hạch và lấy cả khối hạch cho ta thì bệnh viện Hà Giang làm được ạ. Vâng, thì rất tốt. Thì chúng ta sẽ triển khai sớm cho bệnh nhân, vì bệnh nhân này tôi có cái kinh nghiệm trước đây thì thật ra là ung thư thì chúng ta không phát triển như bây giờ. Hồi trước tôi học nội trú thì suốt ngày phải ngày đi dẫn lưu mấy cái dịch màng tim cho bệnh nhân ung thư, và cái dịch nó tái phát rất nhanh. Thế do chúng ta mà không tìm ra hướng điều trị sớm cho bệnh nhân thì chỉ trong vòng 1-2 tuần tới thì lại dịch màng tim màng phổi nó tràn đầy ra đấy, thì chúng ta lại phải cấp cứu bệnh nhân ấy. Vâng, mời thầy bạn. Vâng, nếu mà có thể sinh thiết hạch ở trên đấy thì các bạn có thể chú ý là mình làm cái siêu âm trước khi sinh thiết, chúng ta đánh giá xem cái hạch nào mà nó phá vỡ cấu trúc thì chúng ta ưu tiên sinh thiết những cái hạch như vậy, thì cái khả năng chẩn đoán dương tính nó sẽ cao hơn. Những cái hạch ở góc hàm thì thường nó liên quan đến các cái viêm nhiễm mạn tính của đường hô hấp trên, nó ít giá trị. Cái hạch thượng đòn hoặc hạch ở bờ trước bờ sau cấu đòn trũm thì nó sẽ có giá trị nhiều hơn ạ. Vâng. Cảm ơn thầy Hoàn. Tôi muốn hỏi thầy Lưu luôn cái kinh nghiệm chia sẻ là siêu âm cái việc là thấy cái hạch phá vỡ cấu trúc là như thế nào, mời thầy để giúp cho các bạn ấy siêu âm hướng dẫn trước khi lấy sinh thiết ạ. Thực ra cái siêu âm hạch đánh giá phá vỡ cấu trúc tức là cái hạch mà cái tổ chức ung thư đã rất nhiều rồi. Tức là siêu âm thì thấy bình thường cái xoang hạch nó tăng âm,
thì bây giờ nó không còn nhìn thấy cái xoang hạch ấy nữa. Vâng. Cái tổ chức mỡ, cái xoang hạch thay thế bởi tổ chức không phải mỡ. Vâng. Và thứ hai là cái bao hạch ấy thì nó bị phá vỡ, thì bờ nó không đều nữa. Vâng. Và một cái nữa, cái tổ chức phần mềm xung quanh ấy bắt đầu nó tăng gâm do nó cái thâm nhiễm ra ngoài. Tuy nhiên cái sự tăng thâm nhiễm đấy đôi khi mình không phân biệt được với cái tổn thương do viêm hạch, như lao hạch chẳng hạn, nó cũng sẽ thâm nhiễm như vậy. Vâng. Thế còn, nhưng mà ngược lại những cái hạch mà chúng ta nhìn thấy bờ còn đều và xoang hạch vẫn còn tăng gâm thì chúng ta không loại trừ được là di căn rồi đâu ạ. Vâng. Vì khi cái tổ chức ung thư trong nó còn ít thì nó chưa đến mức độ phá vỡ nên mặt xương nó cũng không, vâng, không đây là mình làm để mình tăng cường cái cơ may mình tìm được cái tế bào ung thư rõ hơn đúng không ạ. Vâng. Cụ thể trường hợp này thì em nghĩ cái hạch thượng đòn bên phải là cái hạch lớn và đáng kể đấy ạ, ngay trên chỗ xương đòn đấy ạ. Vâng. Cái hạch này bờ nó phá vỡ rồi, cái hạch này thì em nghĩ chắc là sẽ là dương tính đấy ạ. Vâng. Cảm ơn thầy Lưu. Xin phép bệnh viện Hà Giang có ý kiến không ạ? Như vậy chúng ta sẽ có cái phác đồ rất rõ ràng rồi chúng ta cho bệnh nhân sinh thiết hạch và sau đó có kết quả chúng ta sẽ quyết định hướng điều trị cho bệnh nhân. Dạ vâng, em thưa thầy ạ. Em muốn hỏi ý kiến của thầy một tí ạ. Là cái việc mà mình chọc tuyến lưu màng phổi này, màng phim này thì mình có thể lưu tối đa cái tuyến lưu này bao nhiêu ngày ạ? Vâng, về nguyên tắc ấy thì là khi mà nó giống như các dẫn lưu khác thôi ạ. Khi nó hết dịch rồi thì mình phải rút sớm thôi, đừng để lâu. Vì chính cái màng người tim ấy, khi mà hết dịch cái sông dẫn lưu nó làm cho bệnh nhân rất là đau. Vì anh chị biết là cái khi mà lá thành lá tạng nó chạm vào nhau mà chạm thêm cái dị vật ở trong vùng tim rất là đau. Thế đó thì thường chúng tôi thấy hết dịch thì chúng tôi rút thôi. Cá biệt những trường hợp mà ung thư giai đoạn cuối nó cứ ra liên tục thì chúng tôi bắt buộc phải để lâu hơn. Và thậm chí đến những cái giai đoạn sau ấy, thì chúng tôi phải dùng cái phương pháp là phương pháp nong màng ngoài tim bằng bóng. Nghĩa là lúc ấy chúng tôi sẽ đưa một gai oai vào trong cái màng ngoài tim, rút cái sông dẫn lưu ra và đưa một cái quả bóng ngoại biên vào để nong ra. Một bác sĩ nội trú của chúng tôi đã làm cái đề tài nghiên cứu tốt nghiệp bác sĩ nội trú và cũng làm được hơn, hồi đấy cũng làm được hơn 30 bệnh nhân nong bằng bóng. Thì cái đấy là những cái trường hợp mà chúng ta gọi là palliative, điều trị bệnh nhân để triệu chứng thôi. Còn những trường hợp như này thì cái ưu tiên chúng tôi vẫn nghĩ là khi mà hết dịch chúng ta rút ra sớm và ưu tiên là chẩn đoán xác định và bắt đầu phác đồ điều trị ung thư. Vâng, các bạn còn hỏi gì nữa không ạ? Dạ vâng, em xin cảm ơn các thầy ạ. Chúng vâng, sẽ chuyển, từ ca chọc lần sau là phải dùng xít đùi nhé, không chọc bằng ngoại biên nữa nhé. Thầy Văn, dạ, thầy đã cho đấu thầu xong đấy ạ. Cái đấy là chọc rất là đơn giản nên nó không phức tạp như là cái chọc kia đâu, chọc kia nó cũng rất dễ chọc vào tim đấy. Vâng, cảm ơn các thầy cô các anh chị. Ca đầu tiên chúng ta đã kết thúc. Và xin phép vì hôm nay tôi lại có hội đồng chấm luận án, thành ra rất may mắn là hôm nay là giáo sư Việt lại chữa cháy được cho tôi. Xin phép mời thầy Việt lên chủ trì hội chẩn giúp cho những trường hợp còn lại. Xin cảm ơn các thầy cô các anh chị.